tiểu vui múa quanh vờn quanh, trung thu liên hoan trăng sáng lập đường làng, dưới ánh trăng vàng em cất tiếng hát vang, quả thật là tưng bừng và náo nhiệt và đầy sôi động. Thank you.
dẻo. Và bây giờ các con hãy đứng nguyên ở trên sân khấu, các con đứng tiến lên trên một chút cho tất cả bà con rồi các cô chú các bác nhìn rõ các con được hơn không? Các con đứng dịch lên trên nào, các con múa rất dẻo và rất xinh đẹp. Bây giờ câu hỏi, có con nào nhớ tích chú Cuội không nhỉ? Tại sao chú Cuội là trên cung trăng không? Con có biết không? Không. Có ai biết chú Cuội tại sao ở bên cung trăng không nhỉ? Không biết không? Không ạ. Con không biết thì con chỉ biết múa chú Cuội thôi là giỏi lắm rồi đúng không? Vâng, chúng ta cùng dành cho các cháu những chàng có tay thật lớn. Và ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi có một món quà hết sức đặc biệt để tặng riêng cho các cháu thiếu nhi. Tôi nghĩ rằng nhỏ tuổi nhất, măng non nhất của sống đông của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là ban tổ chức sẽ tặng lì xì cho các cháu. Chúng ta sẽ dành những chàng tay thật lớn để cùng tham gia cổ vũ cho tiết mục đầy ý nghĩa này được không ạ? Cảm ơn và cháu sẽ hứa là cháu sẽ học giỏi để xứng đáng với sự quan tâm của các bác ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa cô cảm ơn các con. Bây giờ các con chào khán giả để xuống sân khấu nào. Vâng, kính thưa quý vị, kính thưa bà con, trong buổi đón nhận Trung Thu ngày hôm nay, trong đêm trăng sáng vằng vặc như thế này, chúng ta lại nhớ tới một con người vô cùng cao cả, vô cùng cao quý, không những của dân tộc Việt Nam mà còn của nhân dân thế giới. Đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người là vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Cả cuộc đời của người đều dành trọn cho độc lập, đấu tranh giải phóng dân tộc. Và người xứng đáng được tôn vinh là người cha già dân tộc. Và trong cuộc đời của người, người đã dành tình thương yêu của mình cho rất nhiều tầng lớp nhân dân, trong đó có các em thiếu nhi. Và trong buổi đón Trung Thu ngày hôm nay, trong đêm trăng sáng này, chúng ta lại nhớ tới câu nói của người: Trung Thu trăng sáng như gương, Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. Có lẽ bác đã thương đàn cháu nhỏ phải chịu cảnh đất nước lầm than, cho nên không được có điều kiện để đón Trung Thu như các cháu thiếu nhi thế giới. Và tôi nghĩ rằng trong đất nước thanh bình như thế này, các cháu lại được đón nhận cái không khí Trung Thu, lại được đón nhận sự quan tâm của những người làm cha làm mẹ. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái dịp vô cùng ý nghĩa. Và ngay hôm nay sau đây, trong chương trình này, chúng ta cùng một lần nữa hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh với bài hát Bác Hồ một tình yêu bao la do ca sĩ Thanh Hoa biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
động và được cất lên bởi một giọng ca vô cùng trong sáng và đầy tình cảm của cháu Hoa Sóng Đông. Và kính thưa quý vị, chương trình vừa mới bắt đầu được một vài tiết mục thôi, nhưng mà tổ chức chúng tôi lại tiếp tục nhận được sự cổ vũ ủng hộ của bà con nhân dân. Và sau đây chúng tôi xin phép đọc danh sách những cá nhân gia đình ủng hộ cho chương trình ngày hôm nay như sau: hai bác Ngân Mạnh thôn Hạ 50.000 đồng, hai bác Hưng Anh 50.000 đồng, ông bà Thơm Cử 50.000 đồng, ông bà Vinh Hường 50.000 đồng, cháu Thắng Huyền 100.000 đồng, bác Vân Thịnh 50.000 đồng, hai cháu Cường Hường 100.000 đồng, ông bà Luận Liên 50.000 đồng, anh chị Dũng Vân 100.000 đồng, ông bà Đông Hằng 50.000 đồng, bà Quyết 50.000 đồng, bác Trự Tuyết 100.000 đồng, anh chị Hữu Huế 100.000 đồng, hai cháu Tiệp Nhung 100.000 đồng, câu lạc bộ văn nghệ thôn Trung 300.000 đồng, ông bà Thái Phượng 100.000 đồng, ông bà Bình Hồng 200.000 đồng, anh chị Phước Huyền 100.000 đồng, cụ Chi 30.000 đồng, hai cháu Lân Nga 100.000 đồng, anh chị Dũng Hằng 500.000 đồng, anh chị Quang Hiểu 200.000 đồng, hai cháu Quyên Tiến 100.000 đồng, hai cháu Quý Hằng 100.000 đồng, hai cháu Long Lan 200.000 đồng, ông bà Cải là 300.000 đồng, bà gái Vịnh 50.000 đồng, anh chị Tuấn Na 100.000 đồng, ông bà Nụ Bảo 100.000 đồng, cô Vân ở Lai Xá 100.000 đồng. Ban tổ chức chúng tôi một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của bà con đã dành cho chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được thưởng thức những lời ca điệu múa, đặc biệt là điệu múa của các em thiếu nhi măng non nhỏ tuổi nhất của xóm Đông. Và ngay sau đây, tôi nghĩ rằng quý vị lại thật sự bất ngờ hơn khi được chứng kiến một màn múa của các em thiếu nhi lớn hơn một chút của xóm Đông, với màn múa vô cùng điêu luyện, vô cùng hấp dẫn và mềm mại. Đó chính là bài múa Vũ Điệu Ánh Trăng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức cho các cháu trong bài múa này.
tặng quà lì gì cho các cháu? Với sự chăm sóc của người lớn đến thế hệ trẻ như thế này thì Bích Liên nghĩ rằng phong trào văn hóa văn nghệ của xóm Đông của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh và có thể đi cọ sát với tất cả các xã khác cũng như ở trên huyện. Vâng, để chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho các cháu và xin một lần nữa xin cảm ơn ban tổ chức đã dành cho các cháu những món quà đầy ý nghĩa trong đêm Trung thu ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu và chúng ta cùng thưởng thức không khí rất cổ tích từ một vở kịch ngắn với tựa đề Chú Cuội Công Trăng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chị đã đến ở xóm Đông rồi.
Cuối hôm nay là đi dự trung thu với các bạn thiếu niên nhi đồng của chính huyện. Nhưng mà xong rồi, trên đường tạt về qua tập hội, thế là các bạn đông vô vui quá, thế là cuối này tạt vào đấy. Nhưng mà cuối đây rồi, cuối sắp về đến nơi rồi, cứ yên tâm. Cuối đây rồi, cuối đây rồi, chị Hạt nhà vào. Cuối. Quý vị khán giả và toàn thể các thiếu niên nhi đồng ở xóm Đông. Các bạn thiếu niên nhi đồng ở xóm Đông cũng muốn nhận quà của chú Quầy không? À, thế muốn nhận quà của chú Quầy thì phải chờ một lát để Quầy hỏi chị Hằng để xem chị Hằng đến trước có quà gì nhé. Thế là chị Hằng đến xóm Đông có quà gì với các bạn thiếu niên nhi đồng ở xóm Đông? Tất nhiên rồi, chị Hằng còn mang rất nhiều là đặc khác nữa. Quà gì vậy? Bí mật, nhưng mà trước khi muốn nhận quà của chị thì tất cả các bạn nhỏ đây đều phải trả lời được hết câu đố của chị nữa cơ. À, có cả đố à? Quay đấy nhỉ? Chị Hằng ơi, Quậy cũng kiến. Quậy nói đi. Quậy cũng muốn giải câu đố. Ôi, các em ơi, chú Quậy của chúng ta cũng muốn giải câu đố đấy. Vậy thì các em phải nhanh tay nhanh mắt hơn chú Quậy nhé. Sau đây các em cùng lắng nghe câu đố của chị. Cái gì lắm cánh mà chẳng biết bay, em cầm trên tay đêm rằm rỡ sáng. Có bạn nào có câu trả lời chưa? À, Quậy nghĩ ra rồi. Không bạn nào đoán được đâu, chỉ có Quậy đoán thôi. Đó là con trâu. Sai ơi, câu trả lời của chú Quậy của chúng ta đúng hay sai nhỉ? Sai mất rồi. Thế cô bạn nhỏ nào có câu trả lời đúng nào? Rồi bạn nào? Bạn nào? Úi trời ơi, sợ lắm các bạn đứng thật từ thế nào? Trên tay các em tất nhiên là một chiếc đèn ông sao rồi. Bạn nhỏ này rất xứng đáng nhận được một phần quà của chương trình. Đó là câu đố của chị. Sau đây mới là câu đố của chú Quậy đây này. Sau đây các em cùng lắng nghe câu đố của chú Quậy nhé. Câu đố của Quậy ra trong nào khó hơn chị Hằng. Các bạn thiếu niên nhi đồng lắng nghe này. Cái gì lơ lửng trên tận trời cao, bên các vì sao mà không ai lấy được? Đây, câu này có đây, đố bạn nào, có bạn nào biết không? Không bạn nào biết không? Kia gặp chị Hằng ở dưới, có bạn nào không nào? Giơ tay thật cao lên bạn nào nào. Câu này có đây. Lắng nghe câu đố thứ hai của Quậy này. Các bạn muốn nhận quà, các bạn nên lắng nghe nhá. Con gì màu đỏ, lông mượt như tơ, sáng sớm tinh mơ gọi người thức dậy? Ôi trời ơi, đông quá. Sao vậy? Các bạn thiếu niên như đằng ở trong đông thông minh thế nhỉ? Tay nhau trả lời. Bạn nhỏ là có câu trả lời đúng nào? Bạn nhỏ là trả lời là con gà trống là đúng chưa? Con gà trống à? Đúng rồi. Đấy, đúng là con gà trống thì đúng rồi. Nhưng mà trả lời câu gà không là không đúng đâu. Bạn nhỏ có rất xứng đáng được nhận lời quà của tôi. Chơi với chú Quậy thì là ngắn ngủi đúng không?
xem các bạn nhỏ Sóng Đông biểu diễn không? Vậy thì sau đây chúng ta cùng thưởng thức nhé. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây.
cảm ơn màn thổi sáo, độc tấu sáo, làng quan họ quê tôi và như chúng... Cháu Nguyễn Khánh Linh lớp 1A, cháu Nguyễn Hữu Duy lớp 2B, cháu Nguyễn Hữu Thành Danh lớp 3C, cháu Nguyễn Thế Huy lớp 2E,
cháu Vũ Đình Đức Đạt lớp 2C, cháu Nguyễn Hữu Anh Kiên lớp 2E, cháu Nguyễn Hữu Hoàng lớp 1B, cháu Nguyễn Hợp Tính lớp 3C, cháu Nguyễn Sĩ Nam lớp 2C, cháu Hữu Minh Duy lớp 1C, cháu Hữu Minh Giang lớp 3D, cháu Nguyễn Sĩ Sơn lớp 3D, cháu Nguyễn Thị Ngọc Ánh lớp 4A, cháu Quản Thị Thu Huyền lớp 4A, cháu Nguyễn Thị Diễm Quỳnh lớp 4A, cháu Nguyễn Thị Ngọc Ánh lớp 4A, cháu Vũ Đình Tùng Lâm lớp 4B. Và sau đây là các cháu học sinh tiên tiến cấp 2 và cấp 1 tiếp theo. Cháu Nguyễn An Hải lớp 6C, cháu Nguyễn Sĩ Việt lớp 5A, cháu Nguyễn Hữu Nam lớp 5A, cháu Nguyễn Ngọc Linh lớp 6A, cháu Nguyễn Sĩ Tùng lớp 5D, cháu Nguyễn Hữu Hùng lớp 5B, cháu Vũ Thị Thảo Ngân lớp 9B, cháu Vũ Đình Trường lớp 5A và cháu Nguyễn Thanh Hưng lớp 6B. Vâng, xin mời tất cả các cháu có tên vừa nêu chúng ta lên sân khấu để nhận phần thưởng của ban tổ chức. Vừa rồi là những danh sách tiên tiến của cấp 1 và cấp 2. Đấy. Vâng, sau đây xin mời các anh em trong ban tổ chức xin ra phát quà cho các cháu. Ý tưởng sông trong tương lai, xin mời quý vị chúng ta hãy cho một tràng pháo tay với các bạn có học sinh. Tôi nghĩ rằng đây thực sự là một đêm đón trung thu vô cùng ý nghĩa của các cháu thiếu nhi, thiếu niên đi đồng xóm đông. Các cháu không những được thưởng thức những màn múa hát mà thực sự các cháu còn là những khách mời chính của đêm hội ngày hôm nay. Các cháu đã cố gắng phấn đấu trong học tập và giờ đây đã được ghi nhận, đã được tặng phần thưởng. Đây là niềm động viên rất lớn để các cháu càng nỗ lực hơn nữa. Vâng, kính chào phần thưởng sóng, xin mời các cháu về chỗ. Và sau đây là ban tổ chức chúng tôi đọc những danh sách về học sinh có xuất sắc là học sinh giỏi của cấp 1 và cấp 2. Cho nên là tất cả các cháu và các em nên chú ý lắng nghe những tên của mình. Vâng. Và sau đây ban tổ chức chúng tôi xin đọc danh sách các cháu học sinh giỏi cấp 1 lên sân khấu để ban tổ chức trao thưởng. Danh sách các cháu học sinh giỏi cấp 1 lên sân khấu trao thưởng như sau. Các bậc phụ huynh chú ý lắng nghe để bà đôn đốc con mình lên sân khấu đi ạ. 1. Cháu Nguyễn Thị Ngọc Linh lớp 2B. 2. Cháu Nguyễn Thị Ngọc Khánh lớp 2C. Đây là danh sách học sinh giỏi cấp 1 lên sân khấu để nhận trao thưởng. Tay trái sân khấu để lên sân khấu. Cháu Nguyễn Thị Ngọc Linh lớp 2B, cháu Nguyễn Thị Ngọc Khánh lớp 2C, cháu Nguyễn Trọng Anh Vũ lớp 2B, cháu Sung Tuấn Minh lớp 2B, cháu Nguyễn Hữu Tiệp lớp 3D, cháu Nguyễn Thị Huyền Trang lớp 2A, cháu Nguyễn An Huy lớp 3B, cháu Nguyễn Mai Phương lớp 2A, cháu Nguyễn Đức Huy lớp 3D, cháu Nguyễn Đình Việt Thành lớp 3B, cháu Nguyễn Thị Bích Huế lớp 3C, cháu Trịnh Ngọc Lân lớp 3B, cháu Nguyễn Hữu Hưng lớp 2B, cháu Nguyễn Thị Thanh Huyền lớp 1B, cháu Nguyễn Thị Vân Dung lớp 2B, cháu Nguyễn Quốc Dũng lớp 2A, cháu Nguyễn Khánh Linh lớp 2A, cháu Nguyễn Quỳnh Trang lớp 1C, cháu Nguyễn Khánh Ly lớp 3D, cháu Nguyễn Hữu Bắc lớp 1B, cháu Nguyễn Hữu Việt lớp 2B, cháu Nguyễn Sĩ Tuệ lớp 2D, cháu Trọng Tuấn Đại lớp 1A, cháu Nguyễn Hữu Khải lớp 4B, cháu Vũ Thành Long lớp 4B, cháu Nguyễn Thanh Thu Trang lớp 4B, cháu Bùi Thị Cẩm Vân lớp 4B, cháu Vũ Đình Quảng lớp 4C, cháu Trọng Thị Khánh Vân lớp 4B và cháu Nguyễn Khánh Linh lớp 1A. Trên đây là danh sách các cháu học sinh giỏi cấp 1 lên sân khấu để ban tổ chức trao giải thưởng. Thank you.
sinh giỏi của cấp 1, còn học sinh giỏi của cấp 2 nữa. Xin mời quý vị hãy cho một tràng pháo tay ạ. Tôi nghĩ rằng các em thiếu nhi xóm Đông ngày hôm nay là những người hạnh phúc nhất. Các cháu vừa được biểu diễn văn nghệ, vừa được hát múa, vừa được cổ vũ, vừa được tặng quà và đặc biệt lại được phát những phần thưởng vô cùng ý nghĩa. Và trong tâm hồn thơ trẻ của các cháu bé, tôi nghĩ rằng các cháu sẽ rất phấn khởi và ngày càng nỗ lực hơn nữa để học tập thật giỏi, để xứng đáng với sự quan tâm của các bậc cha mẹ trong thôn xóm. Vâng, một lần nữa chúng ta cho một tràng pháo tay động viên tinh thần của các cháu trong học tập. Xin được cảm ơn ban tổ chức và xin chúc mừng các cháu thiếu nhi. Xin mời các cháu về sân khấu. Các cháu xuống sân khấu. Lan Anh, lớp 6B. Cháu Nguyễn Trọng Đức, lớp 8B. Cháu Bùi Thị Quỳnh, lớp 9C. Cháu Nguyễn Sĩ Tuấn, lớp 9A. Cháu Trọng Thị Thúy, lớp 6B. Cháu Nguyễn Thủy Trang, lớp 7C. Tôi nghĩ rằng các cháu cấp 2 đạt học sinh giỏi, đây là một vinh dự và các cháu nên khẩn trương lên sân khấu để chúng ta có thể nhận phần thưởng. Đây không chỉ là phần thưởng mà chính là món quà tinh thần để động viên, để ghi nhận các cháu. Tôi nghĩ rằng đây là một vinh dự. Học sinh giỏi cấp 2, chúng ta lắng nghe lên sân khấu để nhận phần thưởng. Vâng, tôi xin đọc lại danh sách các cháu học sinh giỏi cấp 2 lên sân khấu để trao thưởng. Cháu Vũ Thị Hồng, lớp 8B. Cháu Vũ Thị Ngọc, lớp 6B. Cháu Hoàng Đức Tuệ, lớp 6B. Cháu Nguyễn Hồng Ngọc, lớp 5A. Cháu Nguyễn Sĩ Hoàng, lớp 8A. Cháu Nguyễn Thị Ngọc Lan, lớp 8B. Cháu Nguyễn Lan Hương, lớp 9B. Cháu Nguyễn Thị Thu Hà, lớp 5B. Cháu Nguyễn Thị Lan Hương, lớp 5B. Cháu Trịnh Thị Lan Anh, lớp 6B. Cháu Nguyễn Trọng Đức, lớp 8B. Cháu Bùi Thị Quỳnh, lớp 9C. Cháu Nguyễn Sĩ Tuấn, lớp 9A. Cháu Trọng Thị Thúy, lớp 6B. Và cháu Nguyễn Thị Trang, lớp 7C. Vâng, xin mời các cháu lên sân khấu. Cháu Trọng Thị Thùy Trang, lớp 2. Vâng, cháu Trọng Thị Thùy Trang ạ. Ban tổ chức ghi thiếu một chút. Vâng, các bậc phụ huynh nghe tên con mình và đông đốc con mình lên sân khấu để nhận phần thưởng. Cháu Trọng Thị Thùy Trang, lớp 4B. Lớp 6B, vâng. Đó là bài múa Những Cánh Hoa Xuân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức bài múa Những Cánh Hoa Xuân. Chưa nhận được phần thưởng ngày hôm nay thì ban tổ chức chúng tôi sẽ gửi quà đến tận gia đình cho các cháu ạ. Vâng, còn cháu nào mà chưa có tên trong danh sách thì ban tổ chức chúng tôi sẽ phát tận quà đến tận nhà cho từng gia đình.
Dậm. Em yêu anh như yêu câu hò Ví Dậm do ca sĩ Thu Nga đến từ Sóng Đông biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chào đón ca sĩ Thu Nga.
ngọt ngào đến từ ca sĩ Thu Nga đến từ sóng Màn Pháp Bánh Kẹo cho các cháu thiếu nhi ở dưới. Các cháu thiếu nhi ở dưới có nghe tiếng gì không nhỉ? Bây giờ là đến tiết mục phát gì nào? Bánh kẹo, đúng rồi, các cháu giơ tay thật cao nhá. Để chúng tôi đi phát cho từng cháu một. Cho các cháu 50 đồng. Tôi đề nghị tất cả các bậc phụ huynh chúng ta đấy, các bậc phụ huynh chúng ta hãy từ từ và chỉ đạo con em của mình. Vâng. Đề nghị tất cả các anh em hội trai trong xóm chúng ta đi đều và phát đều các điểm. Vâng, các cháu thiếu nhi giơ tay thật cao. Đều các điểm. Rồi xuống, rồi xuống. Và tôi nghĩ rằng đây thật sự là đêm trung thu dành cho các cháu thiếu nhi. Các cháu đã được hưởng sự quan tâm vô cùng to lớn đến từ các bậc phụ huynh. Và thực sự ngày hôm nay là ngày hội trăng rằm, ngày hội khóa phố trung thu với đúng nghĩa của nó. Và tôi nhìn phía dưới sân khấu ngày hôm nay đúng là một biển người. Chưa bao giờ tôi thấy một xóm nhỏ mà lại thu hút được đông đảo bà con nhân dân đến ủng hộ cổ vũ và đón xem như chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cảm nhận được không khí hân hoan, những niềm vui phấn khởi đến từ những gương mặt, những nhân viên, nhân vật trong xóm đến ủng hộ chương trình với một niềm vui, tin tưởng và tự hào. Tin tưởng xóm đông của chúng ta ngày một phát triển vững mạnh hơn nữa, phát triển cả về đời sống vật chất và đời sống tinh thần như ngày hôm nay chúng ta đã được chứng kiến. Vâng, các cháu thiếu nhi bình tĩnh giơ tay để nhận quà và các bậc phụ huynh cũng bình tĩnh ngồi ở dưới để chúng ta giữ trật tự để buổi liên hoan văn nghệ cũng như đón Tết phá cỗ trung thu của các cháu được có ý nghĩa và ổn định. Tối là phụ huynh chúng ta lên cần có một chút ý thức để cho các phần quà của các cháu tới nơi được các cháu. Chúng tôi ngày hôm nay và chúng ta nhanh chóng ổn định để tiếp tục hướng lên sân
cùng thưởng thức màn múa dân tộc Mông rất duyên dáng, rất hấp dẫn. Và dường như chúng ta đang ở những dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc, chứ không phải ở xóm đông của chúng ta ngày hôm nay. Và nếu chúng ta chăm chú theo dõi chương trình văn nghệ tối ngày hôm nay, chúng ta có thể cảm nhận một điều. Đây chính là chương trình hội diễn văn nghệ mà tôi nghĩ rằng của cả xã và cả huyện, chứ không phải là của xóm đông nữa. Rất phong phú, rất đa dạng, đủ. Là vui. Và sau đây thì cô cũng xin gửi tới tất cả các con và lời chúc cho các con sang năm tới học thật giỏi và nhiều thành tích hơn. Và sau đây xin gửi xin chúc mừng. Thank you.
cảm ơn ca sĩ Minh Hường với bài hát Đất nước lời ru. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát với tựa đề Tổ quốc nhìn từ biển do ca sĩ Sĩ Quân biểu diễn. Và lời đầu tiên chúng ta Sĩ Quân xin gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và đến với tiết mục trang trọng của Thôn Đông ngày hôm nay, xin gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý cũng như toàn thể các em thiếu niên đi đầu một ca khúc có tựa đề Tổ quốc nhìn từ biển. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lê Đỏ Xa hay cả ăn nào.
và làm sôi động sân khấu, đó chính là tiết mục nhảy tập thể do các nam nữ thanh niên của xóm Đông chúng ta biểu diễn. Đề nghị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ ạ. Vâng, xin tí nhạc, nhạc công đô ạ. Là vâng, để kết thúc chương trình đêm nay chúng ta hãy nhảy cùng nhau một lúc đi ạ, được không ạ? Vâng, chúng ta đến với ca khúc Đời Tôi Cô Đơn được không ạ? Vâng, xin hãy to lên ạ. Vẫn lòng gì kẻ chẳng phải. Tôi xin
cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn. Dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề trách đời hay dọc đời mau đôi. Và điều nhảy rất sôi động. Tôi cô đơn nên yêu ai cùng giữa xa. Đã làm cho mọi người tôi nghĩ rằng trở nên hơn trời hơn rất nhiều. Tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn. Dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề trách đời hay dần đời mau đôi. Cháu thiếu nhi Thám Đông ngày hôm nay, nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả những người lớn đều được tham gia vào buổi tối ngày hôm nay, và niềm vui thực sự đã lan tỏa trong tất cả các thế hệ của Xóm Đông, và buổi liên hoan văn nghệ ngày hôm nay đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, khách quý, bà con nhân dân đã đến cổ vũ, động viên, ủng hộ những món quà vật chất và tinh thần vô